Đây, bây giờ sẽ mở mic thu âm cái này cho nó ổn định, bỏ vô túi nhiều lúc tắt nó đi, tắt màn hình đi, hỏi quẹt tâm lực. Ba má ổn quá, nghe tiếng chim được rồi, còn nghe tiếng ghe nữa. Khổ ghê. Bô không có bộ phận giảm thanh, mình chỉ thần tượng chính bản thân mình thôi. Tại sao thì mọi người có thể xem những cái clip mà mình làm từ năm 2013, bạn sẽ thấy được tại sao mình thần tượng chính bản thân mình. Nói sơ sơ như thế này. Từ một cái người không biết sử dụng máy chụp hình, máy chụp hình Compact là cái máy đơn giản nhất, mua 1 triệu mấy á, về đưa lên bấm cái cạch thôi á, mà mình còn không biết xài, mình chỉ biết chụp hình bằng điện thoại thôi. Và từ lần mò trên Google, YouTube và nhờ một số bạn bè họ chỉ thì đến bây giờ mình đã làm được những thứ hay ho hơn. Đó, đó là lý do mình thần tượng chính bản thân mình. Mắc cười lắm, đi phỏng vấn có mấy chỗ mình phỏng vấn giọng Hà Nội. Cái này mình không phải kỳ thị người Hà Nội hay là người ngoài Bắc đâu nha. Anh đã tốt nghiệp trường đại học nào? What? Không, mình không học đại học. Lớp 10 nghỉ rồi. Dù cho bạn nghỉ học hay là bạn học tiếp thì bạn vẫn phải học nếu bạn muốn khá hơn. Bạn có thể thần tượng bất kỳ ai, ca sĩ, diễn viên hoặc là một thằng quần què nào đó. Nhưng mà đừng thần tượng mình là được rồi. Mình không muốn làm thần tượng của một ai đâu. Sợ ba má em đến cạo đầu anh luôn. Có tóc mới mọc là đừng có cạo, khổ lắm. Cạo một cái là nó lại chọc lóc đấy. Hoặc bạn có thể thần tượng chính bản thân bạn, giống như mình thôi. Cứ hãy thần tượng chính bản thân mình và làm cho mình tốt hơn theo cách mình muốn. Đi làm, vừa học vừa làm vừa có tiền thì nó đâu khác gì học bổng đâu. Thế nên hãy nghĩ ra một cái cách gì đó kiếm tiền cho nó việc nhẹ lương cao ha. Nói vậy thôi. Nhưng mà việc thì đôi khi nhẹ với người này nhưng không nhẹ với người kia. Quay lại giá trị của đồng tiền là giá trị đồng tiền nó không nằm ở con số mà nó nằm ở cái cách mà bạn tạo ra nó. Nó giống như việc mình làm những clip như thế này chưa có tiền đâu, và con số nó đang là con số âm, và những cái job mà mình đã làm thì những cái job đó cũng nhiều tiền thiệt. Nhưng mà trong cái quá trình làm việc á thì mình nhận ra được một số điều khá hay ho và học hỏi được mọi thứ nó rất là vui. Nó giống như kiểu muốn tạo một cái khung hình rung trong cái sự kiểm soát của mình, thì tháo cái máy ra khỏi cái chân máy, kê 2 chai nước suối lên, xong đặt cái máy lên, mà 2 chai nước suối đó là 2 chai uống rồi, và cho nó hơi xẹp xẹp đó, đứng lắc lắc thì nó sẽ nằm trong khung hình thôi, mình kiểm soát được khung hình đó. Thì ở đây nó không có chai nước suối thì thôi, ráng tự suy nghĩ đi, hình dung đi, cái nghề này là cái nghề hình dung mà. Muốn làm ra được những cái khung hình nó rung rung thì hãy như vậy, chứ đừng có cầm giày, mỏi mệt lắm. Giá trị đồng tiền của mình nó nằm ở cái nơi gọi là mình tạo ra nó, và trong cái quá trình làm việc mình học hỏi được mọi thứ. Đó, mình nhận ra cái giá trị đồng tiền của mình nó nằm ở chỗ đó. Mình cũng có một số bạn bè lâu lâu ngồi uống cà phê và họ nói những cái câu mà mình phải giật mình luôn á. Tao muốn có cuộc sống như mày quá bụi. Ok, tao mày đổi vị trí đi. Mày sống như tao, tao đi làm công việc của mày. Thế thôi. Dám không? Không dám chứ gì. Thế nên hãy thần tượng chính bản thân mình thôi. Rất là cũng không hợp lý lắm đâu đó. Nó giống như cái giày. Thấy không? Giày tao đưa cho mày mang, làm sao mày mang được. Nó sẽ chật chỗ này, hoặc là ví dụ như hai ông Min chơi với nhau đi, đổi xe cho nhau chơi cũng khó lắm, tại vì xe mỗi ông mỗi kiểu và ai quen kiểu đó. Giống như xe của mình thì mình đã làm theo kiểu của mình, làm mọi thứ theo kiểu của mình, ai không biết lên sao chạy. Ví dụ như bật công tắc ở đây mà lên để tìm cái ổ khóa là mệt lắm luôn á. Đôi khi bằng lòng với cuộc sống nó cũng gọi là một cái điều gì đó khiến mình dừng lại, nhưng không, theo mình nghĩ bằng lòng với những thứ hiện tại mình có nó không phải là an phận. Nó không phải là an phận. Những cái thứ gì mình đang có mình sẽ làm cho nó tốt lên theo cách mình muốn. Ví dụ như chiếc xe của mình, ok, mình rất là thích nó. Mình đã mua nó từ một cái vựa chai ở Yên Bái, và lúc đó nó bét tè là nhè hết. Nhưng mà đến bây giờ là cũng hơn 2 năm rồi, tính ra cũng 3 năm mẹ nó rồi. Ừ, 3 năm, năm tháng 9, ừ 3 năm rồi. Mình đã làm nó tốt lên theo cách mình muốn. Thế thôi, đèn sáng, đây, đèn cực kỳ sáng. Đèn sáng máy êm chạy phà phà. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có và hãy làm cho những thứ đó nó tốt lên theo cách mình muốn. Bạn không thể sống được cuộc sống như mình và mình cũng không thể sống được cuộc sống như bạn.
Ước mơ thì ok, cứ mơ thôi chứ ai cấm đâu, nhưng mà mơ thì cũng mơ để đó, xem coi cái gì nó phù hợp với mình thì mình thu về, còn không phù hợp thì thôi. Đừng có dại mà lấy một cái danh ngôn nào đó hay là một cái câu của ai đó để về áp đặt vào cuộc đời mình, giống như kiểu là có một số người sợ sống đến nỗi không dám sống. What? Thế bạn đang coi cái clip của mình những thì bạn đã dám sống chưa? Bạn không dám sống thì làm sao bạn coi được cái clip của mình? Chết mẹ rồi sao coi? Sự sống nó không phải là sự gì to tát cả. Nó chỉ là những điều bình thường hàng ngày trong cuộc sống. Bạn thức dậy, bạn đi làm và bạn cảm nhận được mọi thứ xung quanh bạn. Chứ đừng nói là cuộc sống em chán quá, em không thấy được một cái gì đáng sống trong cuộc sống này, một cái gì vui trong cuộc sống này. Vậy ra thử hửi cục cức coi nó thúi hay thơm. Nếu như bạn nhận ra nó thơm hay thúi, hay bạn nhận ra cái mùi hương của nó, thì đó bạn đang còn cảm nhận được cuộc sống này mà, nó đã mất đi cuộc sống đâu. Và cũng đừng có những cái câu đại loại là em giờ này mông lung quá, em không biết phải làm sao. Thế giờ tôi hỏi bạn, bạn đói bạn có ăn không? Bạn ra đường bạn có phải mặc đồ không? Đó là cái sự định hướng của bạn đó, cái lý lẽ của bạn đó. Bạn ra đường bạn phải mặc đồ và bạn đói là bạn phải ăn. Nó những điều đơn giản thôi. Sự sống của mình nó không phải là những điều gì to tát tạo ra giá trị cho mọi người, hay là làm ra một cái gì đó có lợi ích cho cộng đồng. Không, mình tạo cái gì đó lợi ích cho mình thôi, tạo ra những niềm vui cho mình thôi, tử tế cho bản thân mình thôi, chứ đâu phải là làm cho cộng đồng. Mình đâu phải là thánh là thần gì đâu, mình chỉ là người thôi mà. Là người thì hãy nên sống cho mình thôi. Cứ còn sống là cứ phải sống cho mình. Sai ở đâu thì mình sửa lại ở đó thôi. Có thể sáng sớm bạn thò chân trái ra ngoài đường, bạn cảm thấy sai, ok, rút chân trái lại, thò chân phải ra. Mấy hôm nay mình về lại Vũng Tàu, ngủ cà phê cũng gặp một bạn người, thì họ hỏi, ô, lâu ngày quá không gặp. Ừ, lâu ngày quá. Ừ, dạo này anh làm gì rồi? Làm YouTube. Ủa, nội dung gì vậy? Xàm lờ thôi. Cái mình đưa YouTube cho họ coi và ừ, xàm thiệt. Ôi, tập này mình nghĩ là kết thúc ở đây được rồi, và cảm ơn mọi người đã sẽ cố gắng hết sức để coi hết cái clip này. Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở một cái clip sau. Ok, bye bye.